Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Ngọc Chi, mình 23 tuổi, mình đã biết đến bên Monday được 2 năm rồi. Dạ, và ngày hôm nay thì đang là một trong những kỳ nghỉ dài hạn của Chi tại Việt Nam để chuẩn bị cho đợt nhập học lên chuyên ngành. Và ngày hôm nay Ngọc Chi sẽ tham gia chương trình Nhanh Như Chớp. Nhiệm vụ của Ngọc Chi là trả lời câu hỏi trong khoảng thời gian ngắn nhất. Câu hỏi thứ nhất, tên đầy đủ của cô Lan là gì? Hứa Hoàng Lan. Cái thứ hai, em học chung với Monday được bao lâu? Dạ, 3 tháng. Nếu mà một ký bông với một ký sắt, ký nào nặng hơn? Bằng nhau ạ. Ba của ba, của ba, của ba là ai? Ông nội. Sai. Chỉ nào không dùng để may đồ? Chỉ á? Đúng rồi, chỉ nào mà ai cũng thích và cũng muốn có. Chỉ vàng. Yeah. Giúp làm có bắt nguồn từ nước Lào hay không? Không. Có nguồn gốc từ nước nào? Việt Nam. Sai. Có gì kì vậy? Kể tên hai bạn học chung với em hồi lớp mà em còn đang học ở bên đây. Vì với bạn khóc. Hiện tại em được có biết mấy? Ba. Em học tiếng Hàn được bao lâu rồi? Bên đây là gì? Bên đây là nhà. Anh em mình là một gia đình là chơi hết mình. Câu chuyện bất ngờ. Câu chuyện này mà Chi cảm thấy đáng nhớ nhất khi mà học cùng với mình đây. À, cái lần mà mình qua bên trường. À, để tổ chức ngày hội hang cứ hả? Ờ, trường cao đẳng. Thì lúc đó Chi làm gì? Dạ, lúc đó thì mặc hanbok các kiểu. Xong rồi giờ tiến về. Khi đó lúc đó là em lên với chị đứng lên trên bục luôn. Nhớ không? À, lúc đó em đến theo vào showbiz 5 đến nổi tiếng. Điều mà em cảm nhận về mọi người trong bên đây như thế này. Nói thật nhá, trước mình đầu tiên sợ. À. Boss rất là sợ luôn, nhưng mà sau cảm giác không đáng sợ nữa. Còn chị Lan thì nhoi á. Ừ. Ừ, mình nhoi. Em đừng cho chị Lan thấy chị. Chị Diễm thì em không có ấn tượng. Cảm ơn em. Sắp tới thì mình sẽ chuẩn bị lên cho cái kỳ nhập chuyên ngành. Thì em dự tính là mình sẽ học chuyên ngành gì? Có một trong hai chuyên ngành yêu thích là một là về du lịch, hai là về quản lý khách sạn. Vì sao thích hai ngành đó? Có lý do. Giờ thích thôi, chị hiểu không? Chị hiểu không? Wow. Chị hiểu không? Tôm 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 tôm. Chị hiểu không? Tôm 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 tôm. Em lúc cho mình đây làm việc từ Monday tới Sunday luôn.